ăn luôn. Dạ, kính chào bà con cô bác. À, hôm nay Sài Gòn gục mê của sư phụ Ốc Tiêu khai trương tiếp chi nhánh thứ hai tại số 250 253 255 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3. Dạ. Cho nên là sáng giờ đi công chuyện, sáng có ra chụp mấy tấm hình rồi post lên, bà con bác hỏi quá vậy. Còn buổi chiều thì trước khi về nhà mua hết đồ về. Dạ, ủng hộ. Rồi để ủng hộ cho sư phụ coi vô bóng cái gì nha bà con bác. Quá đi ngang ngang quá, sáng giờ chắc bán đắt lắm không? Dạ. Cái ca bên hết hàng chưa? Trời ơi, quá dữ luôn. Trời ơi, bật bán ăn rỡ kìa bà con ơi. Bao nhiêu? Cơm là gì? Cơm là chở. Ủa cái này gì vậy? Bánh cho Giáng sinh nè. Còn bánh này bánh gì vậy? Bánh Giáng sinh anh. Bánh Giáng sinh hả? Bánh của Ý. Ôi bánh của Ý nè bà con, Casarinandi. Ngon lắm. Bánh của Ý ngon lắm, nhưng giá nhiều không? Để giá sao biết mua? Đang cập nhật, đang cập nhật. Trời ơi ngon lắm mà không biết giá nhiêu nè bà con cô bác thân mến. Trời ơi buôn bán gì đã thấy khách thấy nó chê mình khách bèo thì sao không ai vô. Vô già mỏi khách dẫn khách họp tới. Cái này bánh mới, cái bánh này trong cái hương rụng rụng đó rồi. Giá là 275 ngàn. Đâu? Rồi mua luôn. Ủa không có cái vỏ để đồ hả? Có, vậy có. Thôi, cái này khách viết tới không có. Cho chị cái chai vô đây. Trời ơi, có cái xe đi cầm khách này. Có cái xe luôn anh. Trời ơi. Còn mấy cái quà này bán sao? Dạ mình bán ra một set luôn ạ. Bán set luôn hả? Trời ơi! Mua hết rồi đây, chết quá. Đầy đủ. Rồi tắm. Mà lưu lên đi một hồi, đi bỏ thứ gồm chút thôi. Sáng thấy có cái pate nào ngon lắm nè. À pate này đúng không? Dạ. Rồi pate GAN heo. Dạ phải đánh dần vậy đó chứ không anh dám nói là 99 ngàn một hũ phải không? Dạ, đây pate của Pháp đàng hoàng. Rồi lấy luôn hai hũ là 299 cộng. Rồi hết luôn. Dạ, cái này cá mồi. Cá mồi. Sớm 4 ngàn hả? Dạ. Ồ, đây cá mồi Ramirez của Bồ Đào Nha nè bà con. Đó. Nhưng cái này loại khác, cái loại này bữa mình bán là loại 86 ngàn. Cái kia là cá ngừ sốt cay. À, bọn này cá mồi hả? Dạ. Cá mồi Ramirez của Bồ Đào Nha 64 ngàn. Lấy luôn, mỗi thứ một cặp đi cho mở hàng cho bà, cho bả hơn, muốn bả mà muốn có gì bả bán rẻ cho mình hả bà con? Mà bán rẻ mà không cho tặng. Còn pate nè, pate heo khác nữa hả? Dạ. Đúng rồi. Khác cái vị à, cái đó là đồng quê. Dạ, cái này đồng quê. Pate đồng quê là pate làm sao vậy? Thôi cứ mua về ăn thử nha bà con. Có gì mình sẽ có một cái clip review riêng cái món này, mấy cái này. Ok, ngày mai cho mấy đứa nhỏ đi đi nghỉ chút, hứa với tụi nó là bao nhiêu lâu rồi. Còn cái màu hồng hồng là gì đấy? Dạ cái này thịt hộp thì xông khói. Ở hộp nhìn cái màu nhìn thấy cưng quá bà con ha. Thịt hộp bị xông khói, làm luôn ai cảm. Rồi mai bỏ cô vali đi hết. Rồi. Cái này bữa có bán online rồi mà con bác biết rồi, này là pate GAN GAN heo của Henap của Pháp. Ủa cái này với cái này nó khác nhau sao ta? Dạ nó khác hiệu. Nó khác hiệu. Ở đây tư vấn kia tôi thiệt luôn á. Ở cái này khác nhau sao, nó khác nhau cái hiệu. Dạ, nó khác như cái hộp, cái này thủy tinh, nó hộp thiết. Ờ, hàng kia cái này nó mắc, có cái hộp thủy tinh còn mà nó mắc hơn, này tới 30 ngàn. Không, này chắc này ngon này. Dạ. Thấy có nguyên con heo luôn này. À, cái pate này chắc là lấy ra từ nguyên con heo. Còn cái pate là chắc lấy từ nửa con heo quá, nghi vậy quá. Rồi tiếp. Rồi. Ồ, cái này là gì? À, spam. Thịt heo mua. Muối xông khói. Có vẻ không hảo lắm. Đây là Ý hả? Dạ. Ủa, wow, Ý luôn. Dữ vậy.
Ô, từ đây mì ý cái ngó xuống cái thấy cái mì gói của mình rồi thấy không? Đó. Nó hơi lạc quẻ xíu mì ý xong thấy mì gói. Ủa cái này à, cái này là cá mòi sốt cá sốt cà nữa. Ô, thôi lấy luôn hai hộp đi. Mua giống như mua ảo luôn rồi mì ý. Rồi cái này đi trở về nhé. Pate của tulip. Đây, thôi nãy mình mua pate nhiều rồi. Cái này pate này chưa có là pate. Cái này là pate vịt mà với ô liu này. Cái này mình siêu thích luôn. À, cái này là 79.000 nếu mình nhớ không lầm. Đó, thử luôn. Quá trời rồi. Cái này ngon lắm, lấy luôn bốn hộp. Cái này rất ngon, cái này ngon lắm. Còn cái xanh xanh này là gì ta? 68.000, à đà, pate đồng quê luôn hả? Chưa có này phải không? Dạ. Chơi luôn. Trời ơi. À hồi sáng mình vô mình chụp hình, mình nhớ có cái vụ này hay lắm. Ồ, bây giờ đi lướt qua cái giá này. Ủa, này của khách này của ai vậy? Mới nhập về. Ồ, cái ramekins này là cái cá ngừ. Cá ngừ ngâm dầu sốt ô liu. Đấy, hộp luôn. Đây, có cái cá này, cái thứ này nó rất là thú vị. Phù tạc nguyên hạt whole grain. Cái này chắc hay rồi nha. Rồi mọi thứ lấy cái đi. Đặt đi dòng à, sáng nói cái này nè. Đây. Phù tạc vàng của Heinz. Rồi đây rồi. Đây mùa tạo luôn hạt, lấy hai củ. Chết. Mua cái này chắc nghèo luôn quá. Rosemary nữa, lá hương thảo khô ăn với gì ta? Dạ, cái đó mình ăn với là bistec á. Bistec hả? Ồ, dạ. Dạ. Bistec thì cái này chắc phải mua hai hang ba nhà có làm bistec mang được ha. Dạ, bên đây có mấy thịt bò luôn, để làm thịt bò luôn, tách luôn hả? Wow, không có baguette không? Này có baguette không? Dạ, nói chung là đây nhiều thứ lắm đây bà con. Rồi, đặc biệt là có luôn cả nước mắm, nước tương của con Long Man nữa nha. Đó, con đừng quên nha. Ồ, có tương có gì đây? Cái tương gì đây? Sốt barbecue. Ồ, chà, cái này chắc là bà xã mình rất thích đây. Còn rẻ quá vậy? Này qua live này là của Malaysia này, mình nhớ là thương hiệu của Malaysia này. Rồi đi dạo đây hết giờ rồi. Đây có nước mắm Colomen nha, có tiêu sọ Colomen nè, có muối hồng nè, có giòn hào, có chao, có mì. Dạ cũng hơi ít tại vì cửa hàng của người ta cho nên là thôi người ta cho mình để được nhiêu mừng nhiêu đúng không bà con? Cho tôi để có nhiêu đó mà coi như thằng nhỏ phải mua nguyên cái vỏ bà con đó, tóc tiêu cười luôn rồi. Rồi bây giờ ô liu nhiều quá trời quá đất luôn. Ủa, đây giấm đỏ hả? Quá ngon, coi vinegar giấm đỏ. Ôi, sản phẩm 1889 thương hiệu Denigris của Italy. Đó, còn trên này là cũng là một cái loại dầu ô liu của ô liu này của Ý luôn, phải không? Dạ. Yeah. Tôi nhìn tôi đọc tiếng Ý tôi biết mà, tôi tiếng Ý tôi đọc cái là tôi biết tiếng Ý liền. Trời không để giá vậy ông nội ơi. À 360.000. Rồi, 1 lít. Chà, các bên nào phải thử cái này. Trên kia mua Ý luôn. À, mà con quá đừng quên nha, ở đây còn có một sản phẩm trà artiso đỏ collagen mandala nha, của Nga sợi chua nữa nha. Giới thiệu cho nó một chút đi. Dạ, sản phẩm này mới nè bà con, 369.000.
bà con bác lưu ý là bà con bác tới đây mua hàng nhớ đọc phát Coloman được giảm 10% nha, chắc chắn luôn được giảm 10%, mặc dù là chủ ở đây không thích điều này nhưng mà bắt buộc phải giảm 10%, đúng không bà con? Đó. Rồi trời, tôi mua bữa nay tôi mua chắc cho bạn khách 5 triệu quá. Trời, bánh ngon vậy, bánh quy, bánh quy này bánh quy sô cô la cha. Trời ơi mấy đứa nhỏ mà nó mê lắm. Cái này bánh quy này, ủa cái này với cái này khác nhau hả? Dạ. Khác nhau. Khác vị nha. Bánh quy này táo và caramel hả? Dạ. Trời ơi. Mỗi vị đều ngon. 260 nha mọi. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ nó giống nhau. Mỗi vị đều dở giống nhau đúng không? Không, ngon. Rồi con ơi, chắc con đang kéo cái xe nó đi cái này, con quẹt thẻ đi. Ra quẹt thẻ lại lại đi. Không, cứ kéo xe đi theo đi. Thôi nữa là quẹt không, không, ra quẹt trước đi để bác tính tiền. Vậy thì đưa một xe khác nữa. Đưa một xe khác nữa. Ở đây có artiso đỏ của Nga sò chua luôn. Trời, artiso đỏ collagen của Nga sò chua luôn mà con là dữ quá dữ. Oh wow. Nước này nước uống cái gì đây? Nước ép trái cây có cái hương ra trái cây. Sản phẩm này của nước nào đang không biết nữa. Để mình coi thử. Úc anh. Úc. Trời ơi, ở đây giống như là Liên Hiệp Quốc. Đây cửa hàng này cửa hàng Liên Hiệp Quốc mà con ơi, còn dưới này chắc chắn là của gì? Thì nước này nước gì nè, nước cranberry. Nước ép Nam Việt Quốc. Rồi sản phẩm nguồn gốc. Không biết đâu luôn. Để coi từ từ cho mình tương tiền. Chắc chắn là sản phẩm của ngoại quốc, không biết ở đâu đây nè. Hàng mới về chưa cập nhật. Cranberry sugar concentrate suit. Không biết có hàng nước nào luôn. Chắc chắn là nước ngoài nhưng mà không biết nước nào. Stute. Cái này chắc Thụy Sĩ quá. Úc hả? À UK, UK. Trời ơi. Đây nè, xuất xứ UK nè, Anh Quốc nè. Trời ơi, mẹ mấy đứa này bán hàng gì? Trời ơi, cái này của Anh Quốc luôn, từ Úc mình đi qua Anh luôn. Thôi chắc để bữa nào mà xả ra đây mua chứ mà. Ồ, này nước ép. Có bữa hồng toàn bộ sản phẩm ngoại nhập không vậy ta? Celerino là chai gì đấy? Dạ. Nước khoáng có ga tự nhiên. Ồ. Cái này tốt lắm rồi bà con. Dạ, Celerino. Không cần thấy mặt anh đâu, thấy sản phẩm được rồi. Đó. Đó, ông đang cầm máy quay phim cho tôi là ông này là bà của quay từ từ nha, chóng mặt qua khán giả chửi nha. Đó, ông này là chồng của sư phụ Úc Tiêu đó. À, là em tôi đó. Ê, à, một trái đậu quán. Mua đậu quán có tặng cái đậu cui không? Tặng luôn anh. Trời ơi. Cái gì rẻ vậy, có 620 vậy? Ở dưới thì có 650 à. Rồi cái chai này mình cũng hay uống nha, hôm mùa dịch mình hay uống nè. Super ngon. Dạ ngon lắm. Goru Vẹt Đê. Thôi làm thứ một chai nha. Rồi ơi, nó đẩy xe vô rồi. Cứ bấm lại ra, bấm tiền luôn đi, xong ra anh tính tiền cái rẹt luôn, anh đi luôn các bạn. Thấy phía trước này, cái chỗ này rất là dễ, và con biết sao, cái chỗ này rất là dễ kiếm, tại vì nó nằm kế cái xe bò bía. Ở đây có cái xe bò bía mà rất nổi tiếng, bò bía và gỏi khô bò rất là nổi tiếng ở Sài Gòn mình rất lâu năm. Chút xíu nữa mình xong clip này mình sẽ ra mình quay tiếp cái clip đó, review cho bà con coi. Cái này reservoir. Bữa nay tôi uống bao nhiêu lần. Đó, mở hàng này mua dữ đó. Phương Dừa ơi, tới mua lẹ mua liền, lẹ nha Phương Dừa. Chai đẹp quá không ơi. Chưa có giá luôn hả? Cái này có giá rồi, có giá rồi mà chưa cập, chưa dán. Chưa dán hả? Rồi 4 chai. Rồi cái điều này cắt không? Hơi. Cái này đồ vàng trắng hả? Dạ. Có sữa bọt đó. Ừ, có sữa bọt luôn. Ừ, lát khui chai sâm banh nè. Cái này của sản phẩm của nước nào nhỉ? Của Tây Ban Nha luôn. À, của Tây Ban Nha, Spain, Ban Nha. Ban Nha Negra.
Quê đi. Năm gia sơ sơ chắc 3 triệu rồi. Ôi ôi, nó sản phẩm ở đây có những sản phẩm được comment nha. Cà phê sữa đá nè, cà phê đen đá nè, cà phê bạc xỉu nè, cà phê gốc cây dành cho người tiểu đường nè, trà gừng nè, trà gừng chanh xả nè, bột cần tây mật ong nè nha bà con. Dạ. Đó, chính vì điều đó cho nên tôi mà hôm nay là tôi phải qua đây tôi mua hàng nè, không mua hàng là tôi chết. Chưa hết đâu chút. Thôi có chuyện này bể quá. Ôi, có cái pura tost, có cái pura tost nào mà nó không ngọt không? Nó không mặn không ta? Ờ cái này quét chấm cái gì nè. Chút. Bữa anh thấy bà xã anh mua cái này chấm cái này ngon lắm nè. Chấm mua cạch cũng ngon. Cái này là bơ đậu phộng nè. Không, nó có cái loại gì cái màu của nó có cái mùi giống như cái mùi của Ả Rập á. Này ngon lắm, để bữa nào mình ăn mình review cho bà con nha. Bữa nay thì vậy. Wow. Xích, ôi cái đùi xe nó cũng khó nè. Chết mở đi nha. Ừ. À. Cái này mốt phải có thêm cá hồi rồi chứ. Phải có cá rồi hết. Ủa cái đùi có 1 triệu mấy à, rẻ vậy? 1 ký. Ủa quên, triệu mấy 1 ký. Trời cái này chắc chục ký không? Mười mấy ký anh. Mười mấy ký vậy, cái này phải mười mấy 20 triệu một cái đùi. Nhưng mà cái này mua về cả. Ủa cái này bán rồi nè. Cắt rồi nè. Ôi cái xúc xích. Chắc nó ra đây nè, mấy cái này. Cái này là cắt từ đó ra đó hả? Dạ. À vậy là từ cái đùi này không khó nên người ta cắt ra nè bà con. 240.000 nè. 200 gram nè. Còn cái đùi heo muối này cũng là 239.000 nè, 100 gram là cái này đúng không? Dạ. Ủa sao cái này 239 này? À khác nhau hả? Khác nhau. Còn cái này là đùi heo muối, à cái loại khác. Cái này là cắt từ dưới, cái dưới lên à. Thì là à, nó còn cái đùi heo muối dưới nữa nè bà con ơi. Sáng bà con thấy mình chụp cái hình đó. Ở đây nó có nhiều loại lắm nha. Bà con, cái này có 7kg à. 1kg là 860 đúng không? Dạ. Yeah. Mê quá. Mấy ông nhậu. Được là mấy ông mà nhậu đồ Tây là không mới. Gặp là chỉ có ghiền. Ủa nhiều đồ quá. Quá dữ luôn. Cái đồ ốc tiêu mà không chơi thì thôi chứ chơi là coi như. À đây cái loại này rất là ngon. Bà con có bác có mến ơi đây. Mà giới thiệu bà con đây. Cái loại này rất là ngon nha. Rồi. Nhỏ nhỏ vừa ăn mà cái này bà xã mình hay mua lắm nè. Trời ơi. Stick. Anh thích ăn cay, có loại cay cho anh. Loại cay đâu? Dạ đây. Đây hả? Dạ. Còn cái này từ nhỏ hoặc là mấy cục tròn tròn nè. Nhỏ được còn tròn hả? Dạ. Ủa, này ngon quá. Cái này cay đúng không? Dạ cay. Đi bên. Cái này cũng cay luôn. Cái này cũng Tây Ban Nha chắc luôn. Không, cái gì? Dạ không, cũng Pháp. À, cũng Pháp. Ủa, cái này ăn ngon lắm, bảo chứng luôn nha bà con. 100g, 500, 155.000 rất xứng đáng. Đây, có xe đây anh. Thôi cái này khách giỏ được rồi. Ủa sao cái này cái xanh mà cái đỏ khác vị anh. Trời ơi cho mấy đứa đúng rồi, nhỏ nhỏ thôi đủ rồi, không mua nữa đâu. Thôi thôi thôi. Ăn cái lựa đi, em xách cho anh ăn cái lựa đi, thoải mái đi anh. Mua cái nhỏ nhỏ này cho con ăn thì ăn nè. Không, không thích nó đâu. Bà nó biết. Nhả này nữa. Cái gì? Cũng là xách luôn anh. Trời ơi, ngon quá. Mua về rồi lát nữa tôi qua bên kitchen tôi ngồi tôi ăn rồi khỏi tốn tiền luôn. Đây bỏ vô luôn. Anh có thử nguyên cây đó không? Thôi cái cây này bữa thử rồi. Cây này mới mà, không. Mới lấy hôm nay mà. Cây này hả? Dạ. Ủa chứ bữa anh thử cây nào? Thử cây này. Trời ơi cái gì mà bán tùm lum cây vậy trời. Mỗi cây có hương vị khác nhau anh. Ồ, cây dày 825.000 một cây đúng không? Một ký hả anh? Một ký, mấy ký? Một cây này hình như khoảng 1 ký hả? À, cây này chưa tới 1 ký, chưa tới 1 ký rồi, cây này có 8 năm mấy nè mình ăn. Cái này ăn cả tháng được luôn nè, nhậu cả tháng được luôn nè bà con. Không mà mình thích cái cây đen đen này, nhìn thấy cây đen đen hấp dẫn quá. Cây đen đen cũng vậy á anh. Cây đen đen này cũng xuất xứ từ Tây Ban Nha luôn nè. Oh wow. Cái cây này của nước nào? Hoa mạc tiên cũng Tây Ban Nha luôn. Hoa trái từ Tây Ban Nha. Rồi cái hội này chắc có bà con ở Tây Ban Nha quá hả? Thôi chắc anh lấy cây này quá, cái cây này ngon quá.
lấy cả hai cây anh thôi cho mùi vị khác nhau. Thôi mùi vị khác nhau từ cây nào cũng hết anh ra, anh đi biển anh cứ sẵn ra là có đây có vỏ luôn anh bỏ vô luôn. Đi biển đi bụng gì cái này mới hả? Dạ mới mới lấy á. Thôi xoay cái chai này chắc chắn ngon. Rồi, bỏ vô. Thôi từ từ đi, mốt ra mua nữa quay nữa. Còn cái này cái gì đây? Dạ. Xúc xích khô. Cái đó cắt sẵn anh, chỉ cần gỡ răng thôi. Gỡ răng thôi. Dạ. Đó, cái này ăn liền được nè, khỏi mất công cắt. Nhưng mà cái này người ta làm sẵn luôn hả? Đẹp vậy. Người ta vô bao bì. Người ta vô bao sẵn luôn. Ôi mẹ, cái này nhìn tôi thấy cũng khoái rồi đó. Dạ, nhìn sang trọng, nhìn sang chảnh thiệt chứ. Ôi cái đồ này mà riết bán chắc riết là gì luôn. 240.000 gummy 100g mà nhìn nó hấp dẫn quá hè. Cái này có ớt đúng không? Xúc xích khô, cái này 159. Ủa, hai cái này cái màu nó khác nhau quá ha. Hai loại khác nhau anh. Cái đó là bốn loại á. Cái này bốn loại, cái này bốn loại luôn hả? 1 2 3 4 cái này dưới cái khác nữa. Còn Vân dạ. Anh thích cái đèn đen quá. Ồ cái này mà mua mà. Tôi nói thiệt là vô đây là giống như vô lạc vô đây là thôi. Mình nói thiệt bà con bác nè. Dạ số 253, 255 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3 nha bà con. Rồi selection gục mê nữa. Rồi thôi lấy cái này nữa đi. Nhìn cái này ghiền quá. Cái này cầm theo chín thì 2.4. Cái nào cũng ngon hết rồi. Có ba bánh mì baguette đây không vậy? Dạ, chưa có. Trời ơi. Rồi mua về này đó. Rồi xong, vậy đi. Okay. Cái nước này bao ngon luôn anh, nước em này. Mới thử một loại. Cái nước nào? Anh bỏ xuống đi. Cái nước này hả? Cái nước này hả? Dạ đúng rồi. Nó có uống vô, bảo đảm trong vòng một phút anh ở quá trời. Ăn không tiêu gì uống được, nhưng mà nó là... Thí dụ siêu chảy ăn được không? Uống được. Organic luôn á anh, sản phẩm organic như thế này là bưởi hồng nè. Là bưởi hồng. Dạ. Ồ, 28.000 bưởi hồng. Nước ép có ga hương chửi. Cái này tặng phải không? Dạ. Chẳng lẽ mua cái đóng vậy không dám tặng. Không ý là tặng phải không? Dạ tặng. Mua 10 triệu thôi mà tặng cho 28.000 còn suy nghĩ rồi. Chịu nổi không? Không, cái này có bưởi nè, có lụ nè, có chanh nè. À, lụ với bột phút đi. Cái này uống hơi nó hơi không phải nó hơi lụ quá. Đó. À phô mai. Quên cái vụ này. Lấy cái phô mai viên này siêu thích luôn. Ôi rồi. Oh, cheese. Cục nào ngon má, cái cục này 99.125g cái này cục này nha. Phô mai Gouda. Trời ngon quá, cái này ngon lắm nè. White cheese. Ủa cái loại này khác nhau hả? Ủa giống nhau chứ? Khác nhau nhưng mà cái vị nó gần giống nhau. Một loại này ngon ngon cũng này của Hà Lan, còn này của nào ta? Gouda của nào đây? À của này của Đức. Có Đức có Hà Lan. Ủa, cái này chất lượng quá. Thôi làm mà. Đó. Có một phô mai sợi có sẵn luôn. Cái này là cái gì? À cái này là 56.000. Ồ rẻ quá vậy. Cũng được ha bà con ha. Đó cái này màu xanh, thử lấy hai màu xanh đi. Xanh màu cam. Rất thì hỏi đi ghê. Cái này tặng phải không? Dạ. Rồi tính hết rồi lại gì? Còn nữa đây là gì? Cầm lên tính tiền lại gì? Ngon thiệt.
cái hộp bánh này có vẻ xuất sắc nha. Ngon lắm luôn á anh. Ngon lắm luôn hả? Dạ. Đây giá nhiêu anh ạ? Dạ 275 ạ. Rồi. Bánh ngon quá. Đây hộp bánh để Noel đúng không? Dạ đúng rồi. Nên phải có ô liu đen nữa nha. Đang thiếu ô liu đen. Dạ có. Ô liu đen có không? Dạ. Hai hãng khác nhau luôn. Ồ, hai hãng khác nhau luôn hả? Rồi thôi, cộng luôn đi. Hai hộp liu đen Crespo Fragata. Cái này của Tây Ban Nha, cái đó của nào đây? Dạ của Đức. Tây Ban Nha. Này hả? Tây Ban Nha hết luôn hãy. Tây Ban Nha luôn. Dạ, hai cái đều Tây Ban Nha. Rồi ok, để qua luôn. Đúng anh, nước thì ngon đúng không? Một chút sắc. Nhưng mà về bệnh nhân của nào? Ở đây anh này đây chất rẻ phải không? Dạ. Dạ cái này là 72.000. Cái này nó có nhân được. Còn cái Fragata rẻ hơn, cái này là 5.000. Dạ, đúng rồi. Không nhập được. Đây mấy anh em. Dạ, dạ. Để cái này đi. Chuyến này đi cho mấy đứa nó đi tắm biển. Thành ra là còn đi chỗ này chắc là phải mùa mưa nữa bà ơi. Nhưng mà bị bút từ cả năm trước mình không đi lần này là coi như cũng mệt. Đi đợt này là coi như mà hủy luôn, hết hạn luôn, bút từ cả năm. Là mấy đứa nhỏ nó cũng mới đi chờ, nó mới thi xong, nào nó cũng ráng nó thi tốt để nó được đi. Cầu mong ngày mai đi ngoài, coi như miền trời ngoài Khánh Hòa không có mưa, để cho các em nó vui chơi thoải mái. Ủa sao nước này đắng quá vậy? Dạ. Chai này như nó bị không phải anh bị hết đá rồi đó. Không rồi cho tôi uống khuyến mãi không, khuyến mãi hết đá luôn anh, không được đắng nghét à, đắng rồi mà đắng ăn rất ngon luôn. Mẹ nó tặng á, tặng á. Chị thì em phải nói có thơm, thơm mùi nhẹ. Thôi rồi chúng sư phụ hấu tiêu mua mai đất nha. Dạ. Rồi bữa nào mà cho khai trương chính thức báo nha. Dạ. Đây có cần múa lân không? Dạ. Múa lân con kêu phương vừa nè, thì còn tới múa lân luôn nè, làm bằng lân nè. Để lấy rẻ thôi, lấy rẻ 3 triệu thôi. Trời ơi, cứ đi múa chỗ khác tặng 30 triệu không? Ra được chưa? Ủa này mình mua giả mà là bộ mua quay chơi mà nó tiền thiệt đúng hả? Nãy giờ là tổng cộng bao nhiêu rồi? Dạ mới có 11 triệu mấy à? Nhức đầu thật sự rồi đó. 11 triệu. Bạch gia. Bây giờ mà thẻ mà quẹt không ra là thua nha. Chưa cho quẹt thẻ hả? Thì đâu có tiền mặt đâu. Chuyển khoản. Chuyển khoản hả? Thôi ngày đá tiền mặt luôn này cho nó đòi đi. Cái đó tổng cộng vô rồi. Tôi kêu kế toán chuyển khoản đi. Chưa được hết thôi. Rồi, nó tính về có một người khách mà nó tính có 1.1 triệu mà nó tính 1 triệu. Nhiều, sang. Dạ, đợi em xíu nha. 998250 hả chị? Dạ, rồi có thể là các bạn không tin nhưng mà phải trả tiền thiệt đó. Dạ. Đúp vô chứ phải trả tiền thiệt. Rồi thôi chuyển ra xe anh đi. Dạ dạ. Chuyển ra xe gì bạn? Bỏ ra xe dùng luôn đi. Còn cái này. Cái rượu này chị chúc tặng anh một chai. Thôi không cần tặng, tặng đâu. Dạ chưa bỏ chai tặng. Chưa bỏ chai tặng anh. Trời tôi mua 5 chai tặng chai hả? Dạ. Chai này nè. 5 chai tặng chai. Cái chai này nãy lấy rồi. Dạ đúng rồi. Tặng chai khác đi. Tặng cái này đi, tặng cho con rồi em biết lại đi được rồi đó. Sao anh? Lấy cái chai màu đỏ đó, mới á. Dạ rồi. Cho con chai nào nó khác loại. Chai kia kìa. Cái là vang trắng á, có vang trắng á. Lấy chai nào nó không có liên quan gì đó. Đây nè anh.
Dạ đó, chai đó không liên quan luôn. Ôi, chai này dẻo hơn, cái chai màu hồng đi, chai màu hồng đi. Ờ, đúng rồi đó, đúng rồi. Chai nào mắc hơn? Chai này mắc hơn. Dạ bằng nhau, chai này đều mắc hết á. Chai đều mắc hết. Thôi, nó nói cho nó tao biết rồi, cái chai này mắc hơn rồi. À, cái hiểu rồi. Rồi giờ chị giờ đưa trước cầm 1 triệu 174 nha. Rồi giờ chị cứ nói chuyển khoản qua. Trời ơi, chứ chẳng lẽ chủ tịch mua đồ không có 1 triệu 4 mấy mấy? Dạ 1 triệu 774. 774 hả? Dạ. Là nhiêu? 1 là 1.4 triệu. Trời ơi sao nó mới dữ vậy? 1.4 triệu đó, lấy cái này cho anh. Rồi 602 triệu, đúng không? Rồi đó, bo luôn đó. Rồi còn thiếu 10 triệu. 10 triệu kế toán, kêu kế toán công ty trả tiền. Chuyển khoản qua, ok. Rồi. Nha, hết tiền rồi, hết tiền rồi. Dạ là xin chào tạm biệt quý khán giả. Dạ. Đây lướt lại một lần cho con xem nha. Dạ đây là cửa hàng đã nằm ở 253-255 Sài Gòn quận B chi nhánh thứ hai. Chi nhánh thứ nhất nằm ở số 1 Nguyễn Văn Lượng. Dạ. Chi nhánh thứ hai nằm ở Sài Gòn quận B, nhưng mà chi nhánh này mới nhiều, còn chi nhánh kia bán online thôi. Dạ, anh bà con bác đi ra cái chi nhánh này nha. Sắp tới nghe nói chuẩn bị mở thêm một cửa hàng nữa và dạ, mà có trải nghiệm luôn. Hình như là vậy đó. Dạ bà con bác cứ ghé ở đây 253-255. À, đường Võ Thị Sáu, phường ấy quên đường 253-255 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, đối diện với công viên Lê Văn Tám. Nhớ đọc bát Coleman được giảm 1% cho bà con. Dạ. Cảm ơn bà con, bác già xin chào và hẹn gặp lại.